Thưa quý vị, tình hình Trung Đông vẫn đang nóng như lò lửa, ý chí sắt đá của Israel vẫn chưa có gì ngăn họ được. Nhờ các tin tức tình báo từ sâu trong nội bộ Hezbollah và sự chính xác, uy lực của công nghệ vũ khí, lực lượng phòng vệ Israel IDF được cho là đã thực hiện một cuộc không kích nhằm tiêu diệt Hashem Shifeddin, người được coi là sẽ kế nhiệm Hassan Nasrallah trong vai trò tổng thư ký của Hezbollah. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực Dahia, ngoại ô phía nam Beirut, nơi được biết đến là thành trì của Hezbollah vào đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy. Hãng tin al hada của Ả Rập Xê Út sáng thứ Bảy đưa tin rằng, Safedin cùng với một số nhân vật thân cận đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích này. al Ahada tuyên bố Israel đã xác nhận thông tin trên, nhưng tờ The Jerusalem Post vẫn chưa thể xác minh thông tin độc lập al-Din là một trong những lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và được xem là người thừa kế vị trí của Hassan Nasrallah, lãnh đạo tối cao của tổ chức này. Cuộc công kích xảy ra chỉ vài ngày sau khi Israel bị cáo buộc tiến hành một loạt các chiến dịch tấn công nhằm vào các cơ sở của Hezbollah tại Liban, đặc biệt sau cái chết của Nasrallah vào cuối tháng 9. Theo nguồn tin từ truyền thông Liban, cuộc tấn công diễn ra tại khu vực Dahiye đã được lên kế hoạch từ trước, nhắm vào một cuộc họp của các lãnh đạo hàng đầu Hezbollah, trong đó có Safaydin ba quan chức israel đã xác nhận với new york times vào sáng thứ bảy rằng các cuộc không kích này nhằm tiêu diệt dứt điểm các mục tiêu cấp cao của hezbollah cuộc xung đột giữa israel và hezbollah đã leo thang căng thẳng trong những tuần gần đây với hàng loạt các cuộc tấn công và phản công qua biên giới Liên bang. bối cảnh này càng thêm phức tạp khi iran quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ cho hezbollah cũng gia tăng các động thái quân sự sau các vụ không kích của israel trong đêm qua, lực lượng phòng không vũ trang Israel IDF cho biết đã tấn công các chiến binh Hezbollah tại một trung tâm chỉ huy nằm trong một ngôi đền ở Bin Jebel, Nam Liban, thuộc khuôn viên bệnh viện Mati Salah IDF khẳng định rằng cuộc tấn công bằng drone này là chính xác và dựa trên thông tin tình báo. Phòng chỉ huy này được sử dụng bởi các chiến binh Hezbollah để lập kế hoạch và thực hiện các hành động khủng bố chống lại binh lính IDF và nhà nước Israel. Trước khi thực hiện cuộc tấn công, IDF cho biết đã gửi tin nhắn cho cư dân và liên hệ với các quan chức ở các làng lân cận, yêu cầu tất cả các hành động khủng bố tại bệnh viện phải chấm dứt ngay lập tức. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến và đặc biệt là từ khi bắt đầu hoạt động bộ binh hạn chế ở Nam Lebanon, IDF đã nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn việc gây hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Trái ngược với việc Hezbollah lợi dụng cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả các tòa nhà thiết yếu, để thực hiện các hành động khủng bố, IDF cho biết trong một tuyên bố. Lãnh đạo cánh quân sự Hamas bị tiêu diệt trong cuộc không kích tại Liban Truyền thông có liên hệ với Hamas cho biết, thủ lĩnh cánh quân sự al khassam của tổ chức này, Sa'i Atala Ali, đã bị giết trong cuộc không kích tại phía bắc Liban gần thành phố Tripoli. Cuộc tấn công này cũng đã khiến ba thành viên trong gia đình ông thiệt mạng. Theo kênh truyền hình al TV, ngôi nhà của Sa'i Atala Ali nằm trong trại tị nạn Bedawi Tripoli đã bị không kích vào hôm thứ Bảy. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào Tripoli, thành phố lớn thứ hai của Liban. Hiện tại, phía quân đội Israel chưa có bất kỳ bình luận nào về sự kiện này và Hamas vẫn chưa chính thức đưa ra phản hồi. Quan chức cấp cao Mỹ, Israel chưa bảo đảm sẽ tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Israel chưa đưa ra cam kết với chính quyền Biden về việc sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran để trả đũa các vụ tấn công hỏa tiễn đạn đạo từ Iran trong tuần qua. Quan chức này nhấn mạnh rằng rất khó để dự đoán liệu Israel có sử dụng dịp kỷ niệm các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 để tiến hành phản công hay không. Mặc dù Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rằng Mỹ không ủng hộ việc Israel tấn công chương trình hạt nhân của Iran, nhưng không có gì bảo đảm điều này sẽ không xảy ra. Về thời gian phản ứng của Israel, các quan chức Mỹ vẫn chưa rõ khi nào quyết định sẽ được đưa ra hoặc thực hiện. Quan chức này lưu ý rằng nếu có bất kỳ hành động nào, rất có thể nó sẽ diễn ra trước hoặc sau ngày kỷ niệm 7 tháng 10, bởi lẽ đó là một ngày trang trọng đối với Israel. Thưa quý vị, theo truyền thông Nga đưa tin, Moscow sẽ xóa Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Ông Jamir Kabulov, phái viên của Tổng thống Nga tại Afghanistan, nói với các ký giả hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 10. Sự thay đổi này cũng được Tổng cục An ninh Liên bang FSB xác nhận. FSB là cơ quan chịu trách nhiệm đối phó các mối đe dọa khủng bố. Moscow là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ với chính quyền Taliban sau khi lực lượng này lên nắm quyền ở Afghanistan vào mùa thu năm 2021. Tuy nhiên, Nga chưa chính thức công nhận Taliban là lực lượng cầm quyền tại Afghanistan. Taliban nắm quyền ở Kabul trong giai đoạn cuối của cuộc rút quân hỗn loạn của quân đội Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2021, chấm dứt 20 năm phương Tây chiếm đóng tại Afghanistan. Chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani được Washington hậu thuẫn đã đào thoát khỏi đất nước. Nhiều công dân giúp đỡ người Mỹ cũng đào thoát như vậy. Hồi tháng 5 năm nay, ông Kabulov đã mô tả Taliban chắc chắn không phải là kẻ thù của chúng ta. Phát biểu với các ký giả hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 10, nhà ngoại giao cấp cao này tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Nga và FSB đang làm việc với các cơ quan chính phủ khác để chính thức hóa việc xóa tên Taliban khỏi danh sách khủng bố quốc gia. Một quyết định cơ bản về vấn đề này đã được giới lãnh đạo Nga đưa ra, ông Kabulov nói, đồng thời cho biết thêm rằng tất cả các thủ tục pháp lý cần phải được cho phép. Ông Kabulov cho biết điều này sẽ đòi hỏi công việc tỉ mỉ của các luật sư, quốc hội và các cơ quan nhà nước khác. Nhà ngoại giao Nga cũng bày tỏ hy vọng rằng quyết định cuối cùng sẽ được công bố trong tương lai gần nhất. Hôm thứ Sáu, ông Botnikov, người đứng đầu FSB, cũng nói rằng Moscow đang hoàn tất việc xóa Taliban khỏi danh sách đen. Theo ông Bonnikov, hành động này sẽ mở đường cho sự hợp tác thực dụng với Taliban, trong đó có cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và IZK, một nhánh khu vực của phong trào thánh chiến nhà nước Hồi giáo IS. IZK đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công trên đất Nga trong năm nay, bao gồm vụ tấn công vào địa điểm tổ chức ca nhạc bên ngoài Moscow hồi tháng 3, khiến 145 người thiệt mạng. Nga đã đưa Taliban vào danh sách đen vào năm 2003. Vào thời điểm đó, chính quyền Nga cho biết Taliban có liên quan đến cuộc nổi dậy của người Hồi giáo ở Bắc Kavkaz và chịu trách nhiệm về vụ cướp một máy bay dân sự của Nga năm 1995. Thái độ của Moscow đối với Taliban bắt đầu thay đổi sau khi phần lớn phiến quân bị đánh bại tại Afghanistan. Sự thay đổi này được củng cố thêm bởi sự trỗi dậy của IS vào giữa những năm 2010. Hồi tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng, trên thực tế, Taliban đang kiểm soát Afghanistan. Theo nghĩa này, Taliban là đồng minh của chúng tôi trong cuộc chiến chống khủng bố, ông Putin nói, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow đã nhận được tín hiệu chắc chắn rằng Taliban đã sẵn sàng hợp tác. Theo Kyiv Post, trích dẫn nguồn tin từ tình báo Ukraine, hơn 20 quân nhân đã thiệt mạng vào ngày 3 tháng 10 trong cuộc tấn công hỏa tiễn của lực lượng vũ trang Ukraine AFU nhắm vào một cơ sở quân sự Nga gần Donetsk trong số những người thiệt mạng có 6 sĩ quan từ Bắc Triều Tiên, những người đến dự cuộc họp với các đồng nghiệp Nga, ba quân nhân Bắc Triều Tiên khác bị thương. Theo thông tin của tờ báo, trước cuộc tấn công, đại diện Bộ Quốc phòng Nga đang giới thiệu cho khách Bắc Triều Tiên về quá trình huấn luyện binh sĩ Nga cho các chiến dịch tấn công và phòng thủ. Vào ngày 19 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Kim Jong-un đã ký một hiệp ước song phương về quan hệ đối tác chiến lược. Theo hiệp ước này, Nga và Bắc Triều Tiên cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công. Theo lời Putin, văn bản cũng cho phép hợp tác kỹ thuật quân sự, mặc dù hiện tại điều này vẫn bị cấm bởi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Theo dữ liệu của tình báo Hàn Quốc, kể từ mùa hè năm 2022, Bắc Triều Tiên đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho Nga sau khi Putin yêu cầu trong bối cảnh các thất bại quân sự ở Ukraine. Cụ thể, gần 5 triệu quả đạn pháo và hỏa tiễn đạn đạo đã được gửi từ Bắc Triều Tiên sang Nga. Đáp lại, Moscow bắt đầu cung cấp xe tăng, máy bay và công nghệ cho chương trình vệ tinh do thám của Bắc Triều Tiên, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik theo thông tin từ The Washington Post, chỉ từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga khoảng 1,6 triệu quả đạn pháo. Tổng cộng, 74.000 tấn chất nổ đã được vận chuyển từ hai cảng ở Viễn Đông đến 16 địa điểm ở biên giới với Ukraine trong một bài báo đăng trên tờ Rondon Sinmun vào ngày 18 tháng 6, Vladimir Putin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên trong việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đồng thời cam kết rằng Nga cũng sẽ hỗ trợ nhân dân Triều Tiên trong cuộc đấu tranh giành độc lập của họ. Vào ngày 20 tháng 6, Putin tuyên bố Nga không có kế hoạch sử dụng binh sĩ Bắc Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến với Ukraine, nhấn mạnh rằng không có nhu cầu về điều đó, Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 6, thông tin về ý định của Bắc Triều Tiên gửi quân công binh đến các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng đã xuất hiện. Theo dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc, Moscow đã hứa sẽ trả tiền cho sự hỗ trợ này. Bình luận về những thông tin này, Ngũ Giác Đài tuyên bố rằng quân đội Bắc Triều Tiên nếu được gửi đến Ukraine sẽ trở thành bia đỡ đạn. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Thiếu tướng Pat Ryder lưu ý, nếu tôi là chỉ huy quân đội Bắc Triều Tiên, tôi sẽ nghi ngờ việc gửi binh sĩ của mình với vai trò như vậy trong cuộc chiến tranh tội ác chống lại Ukraine. Tòa án Belarus tuyên án tù với 12 người, mức án cao nhất là 25 năm, liên quan vụ phá hoại máy bay mắt thần A-50 Nga gần Minsk đầu năm 2023. Tòa án thành phố Minsk đã kết án 12 người bị cáo buộc liên quan vụ tấn công khủng bố tại căn cứ không quân Matulytschi với mức án từ 2 năm 3 tháng đến 25 năm tù, văn phòng tổng công tố Belarus thông báo ngày 4 tháng 10. Các bị cáo phải đối mặt nhiều tội danh trong đó có khủng bố, cố ý phá hoại máy bay và phản quốc. Chỉ 5 người trong nhóm bị cáo đang có mặt ở Belarus. Công dân Ukraine Nikolai Sovet, người bị cáo buộc là chủ mưu vụ phá hoại, bị tuyên án vắng mặt 25 năm tù vì được thả trong đợt trao đổi tù nhân với Ukraine hồi tháng 6. Phe đối lập lưu vong Belarus hồi tháng 2-2023 tuyên bố nhóm dân quân chống chính phủ đã dùng thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, phá hủy phi cơ quân sự trị giá hơn 348 triệu Mỹ Kim được Nga triển khai ở căn cứ Matulitsky gần thủ đô Minsk. Ám chỉ mục tiêu là máy bay cảnh báo sớm A-50U. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói phi cơ chỉ bị xây xước bên ngoài. Truyền hình nước này cũng công bố cảnh quay máy bay còn nguyên vẹn. Ông Lukashenko sau đó thông báo lực lượng an ninh Belarus đã bắt được Soviet và 30 đồng phạm, cáo buộc cơ quan an ninh Ukraine SBU và cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA đứng sau hoạt động này. Belarus là đồng minh thân cận của Nga và cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ làm nơi triển khai lực lượng tham gia chiến dịch tấn công vào Kyiv hồi tháng 2 2022, nhưng không trực tiếp tham chiến hoặc gửi quân hỗ trợ lực lượng Nga. Quốc gia này đã chứng kiến loạt hành vi phá hoại, đặc biệt trên các tuyến đường sắt kể từ đó. A-50U được mệnh danh là mắt thần trên không, là một trong những ưu thế lớn nhất của Nga so với Ukraine nhờ khả năng phát hiện vật thể bay từ khoảng cách 800 km và mục tiêu mặt đất từ cách 300 km. Nó cho phép Nga xây dựng bản đồ tác chiến đường không sâu trong lãnh thổ Ukraine mà không cần bay qua biên giới, đồng thời phát hiện phi cơ bay thấp ở những khu vực mà radar mặt đất không thể quan sát. Theo phân tích của Forbes, phía Moscow chỉ còn lại 7 chiếc A-50, trong đó một số chiếc được sản xuất từ những năm 1980. Vào đầu năm nay, hai chiếc đã bị hỏa tiễn Ukraine bắn hạ. Tiếp theo là một số thông tin khác. Thưa quý vị, cảnh sát Na Uy cho biết, hờ vandimea cá voi nghi do hải quân Nga huấn luyện chết do nhiễm trùng và không bị tấn công. Cơ quan cảnh sát Tây Nam Na Uy ngày 4 tháng 10 công bố kết quả khám nghiệm pháp y xác cá voi trắng hờ vandimea, nhận định nó chết vì biến chứng nhiễm trùng bắt nguồn từ thương tích do một chiếc que dài 35 cm kẹt trong miệng. Những vết thương dạng tròn được phát hiện trên xác hờ vandimea nhiều khả năng do chim ăn xác gây ra các nhà hoạt động bảo vệ động vật trước đó để đơn khiếu nại lên cảnh sát cho rằng những vết thương dạng tròn là do đạn bắn và đặt nghi vấn con cá voi bị tấn công. Không có bằng chứng nào cho thấy Hvadimir bị giết, nên cảnh sát không có lý do để điều tra sâu hơn về cái chết của con cá voi trắng. Amun Rephim, quan chức cảnh sát Na Uy cho hay và thêm rằng đơn khiếu nại đã bị bác bỏ. Thi thể cá voi trắng Hvadimir được tìm thấy trong tình trạng trôi nổi ngoài khơi Tây Nam Na Uy hồi cuối tháng 8. Viện thú y Na Uy gặp nhiều khó khăn khi khám nghiệm do nhiều nội tạng đã phân hủy. Con cá voi trắng lần đầu xuất hiện ở Đông Bắc Na Uy hồi năm 2019. Giới chức nước này khi đó phát hiện cá voi đeo vòng có ngàm gắn camera ghi dòng thiết bị xanh bay tắc bua trên chốt nhựa. Roger Rewick, nhà sinh học biển từ Tổng cục Thủy hải sản Na Uy cho biết, con cá voi dường như đã quen tiếp xúc với con người, nếu giả thuyết nó được hải quân Nga huấn luyện và đã sống khỏi trại nuôi. Các dấu hiệu trên vòng và những tin đồn Moscow có chương trình huấn luyện cá voi trắng khiến nhiều người Na Uy suy đoán nó có thể là gián điệp của Nga, đặt cho nó biệt danh Hvadimir, ghép từ Hvan cá voi trong tiếng Na Uy và Vladimir ám chỉ liên hệ với Nga. Moscow từ đó tới nay không đưa ra bình luận, nhưng truyền thông Nga dẫn lời một sĩ quan chế diệu ý tưởng này, cho rằng quân đội Nga không ngu ngốc để lại số điện thoại trên động vật được huấn luyện trong các hoạt động bí mật. Cá voi trắng trưởng thành dài khoảng 6 mét, có thể sống khoảng 40-60 năm, thường hoạt động ở vùng nước băng giá quanh Greenland hoặc miền Bắc Na Uy và Nga. Các nhà sinh học ước tính Vladimir khoảng 14 đến 15 tuổi, dài 4,2 mét và nặng 1,2 tấn. Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ tuyển mộ ít nhất 225.000 quân nhân hợp đồng mới trong 3 năm tới. Ngân sách dành cho khoản chi trả một lần khi ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng là 90 tỷ rúp, theo tạp chí Những Câu Chuyện Quan Trọng. Hiện nay, khoản chi trả liên bang một lần khi ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga là 400.000 rúp, tăng từ 195.000 rúp trước đó theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2024. Nếu mức chi trả này không thay đổi, số tiền 90 tỷ rúp sẽ đủ để tuyển mộ 225.000 quân nhân hợp đồng mới trong 3 năm. Đáng chú ý, chỉ trong nửa đầu năm 2024 đã có hơn 32 tỷ rúp được chi cho việc tuyển mộ quân nhân hợp đồng mới vượt quá ngân sách dự kiến cho cả năm tới. Vào mùa hè năm 2023, chính quyền Nga đã tăng đáng kể khoản chi trả một lần nhằm đẩy nhanh quá trình tuyển mộ. Sau khi tổng thống Putin nâng mức chi trả liên bang lên 400.000 rúp, 47 vùng của Nga cũng tăng mức chi trả địa phương. Hiện nay, mức chi trả trung bình là 596.000 rúp, cao gấp 3,6 lần so với cuối năm 2022. Tại một số khu vực như Moscow, Saint Petersburg, tỉnh Sverdlovsk và karachay Cherkessia, tổng số tiền chi trả cho quân nhân hợp đồng mới vượt quá 2 triệu rúp. Từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, tổng chi phí cho những người tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine, bao gồm cả bồi thường cho thương tật và tử vong, đã lên tới 3.000 tỷ rúp. Con số này chiếm gần 1 phần 3 ngân sách quân sự kỷ lục 10,8 nghìn tỷ rúp của Nga và khoảng 8% ngân sách liên bang nỗ lực tuyển mộ quân nhân hợp đồng của Nga được cho là xuất phát từ tổn thất đáng kể tại Ukraine. Theo ước tính của tình báo Mỹ, vào tháng 8 năm 2023, Nga đã mất khoảng 360.000 quân, trong đó 120.000 quân đã thiệt mạng. Tổng thống Putin ước tính rằng, đến tháng 6 năm nay, quân đội Nga đã mất hơn 130.000 quân tử trận và khoảng 130.000 quân bị thương. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephen Sejani từng tuyên bố vào tháng 5 rằng có 150.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Theo tình báo Anh, đến tháng 9 năm 2024, tổn thất của quân đội Nga tại Ukraine đã lên tới 610.000 người, vượt quá tổn thất trong tất cả các cuộc chiến của Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Con số này tương đương với dân số của các thành phố lớn như Vladivostok, Ikersk hoặc Khabarovsk. Trong đó, 200.000 người đã thiệt mạng, 400.000 người khác bị thương. Và theo The New York Times, cứ hai người bị thương nặng thì có một người trở thành người khuyết tật cục chi. Tên báo Anh cho rằng tổn thất lớn của quân đội Nga phần lớn là do chiến thuật của chỉ huy gửi bộ binh tấn công theo kiểu sống người. Họ cũng lưu ý rằng để bù đắp tổn thất, Nga cần một dòng chảy liên tục của binh lính mới mà chính quyền đang tích cực tìm kiếm ở các khu vực, đưa ra các khoản thưởng lớn để ký hợp đồng. Theo Bloomberg, quân đội Nga cần khoảng 30.000 người mỗi tháng để bù đắp tổn thất chiến đấu. Tuy nhiên, các khu vực đang thiếu khoảng 1 phần 3 so với kế hoạch tuyển mộ đã đặt ra, dẫn đến sự suy giảm quân số. Kết quả là, theo hai nguồn tin của hãng tin này, chính quyền có thể xem xét một đợt động viên mới vào cuối năm nay. Thưa quý vị, trong kế hoạch chiến thắng của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine những bảo đảm an ninh tương tự như Hiệp ước Phòng thủ chung khi gia nhập NATO. Jens Stoltenberg, người đứng đầu liên minh trong suốt một thập niên, cho rằng điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, ngay cả khi bảo đảm không áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận. Stoltenberg, lãnh đạo NATO vào năm Nga sắp nhập Crimea và đã chuyển giao quyền lãnh đạo cho cựu thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vào ngày 1 tháng 10. Ông tiếc rằng liên minh đã không cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn, bao gồm cả vũ khí hiện đại trước cuộc xâm lược do Vladimir Putin tổ chức vào đầu cuộc chiến. Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, Stoltenberg nói rằng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, các nỗ lực giải quyết xung đột sẽ có động lực mới. Sẽ có một sáng kiến mới nào đó nhằm tìm lối thoát cho tình trạng bế tắc hiện nay. Đó có thể là những nỗ lực bắt đầu chuyển động trên chiến trường kết hợp với chuyển động xung quanh bàn đàm phán. Các nước phương Tây cần tạo điều kiện để người Ukraine có thể ngồi vào bàn đàm phán với người Nga và đạt được điều gì đó có thể chấp nhận được đối với họ, điều gì đó mà họ có thể tồn tại như một quốc gia độc lập. Giải pháp như vậy có thể bao gồm các bảo đảm của NATO, được mô tả trong Điều 5 về phòng thủ tập thể trong hiến chương của Liên minh. Một cuộc tấn công vào một thành viên NATO là một cuộc tấn công vào toàn bộ NATO. Nhưng những bảo đảm này sẽ chỉ bảo vệ một phần lãnh thổ Ukraine, Stoltenberg cho rằng. Nếu có ý chí, luôn có giải pháp. Cần có một đường ranh giới mà việc vượt qua nó sẽ xác định việc áp dụng điều 5 và Ukraine phải kiểm soát toàn bộ lãnh thổ cho đến ranh giới đó. Đây có thể là một đường ranh giới không nhất thiết phải trùng khớp với biên giới được quốc tế công nhận. Stoltenberg cho rằng các tiếp cận như vậy có thể giải tỏa lo ngại của Hoa Kỳ và Đức, những nước hiện không muốn chấp nhận Ukraine vào NATO vì sợ rằng trong trường hợp đó họ sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến với Nga. Để tìm lối thoát cho cuộc xung đột hiện tại, cho phép Ukraine tiếp tục sống trong hòa bình, ông đưa ra các ví dụ lịch sử, đồng thời lưu ý không nên so sánh các tình huống 100%. Trong cuộc chiến với Liên Xô năm 1939-1940, Phần Lan đã gây thiệt hại cho Hồng quân nặng nề hơn nhiều so với dự đoán của bất kỳ ai. Nhưng cuối cùng, để đạt được hòa bình, họ buộc phải từ bỏ 10% lãnh thổ. Kết quả là họ có được một biên giới an toàn, Stoltenberg chỉ ra, Tuy nhiên, điều này đạt được với cái giá là trung lập mà Phần Lan đã duy trì hơn 80 năm cho đến khi gia nhập NATO sau khi Nga tấn công Ukraine. Nhưng có một ví dụ khác phù hợp hơn, Stoltenberg nói, Đức thời hậu chiến được NATO bảo vệ. Tây Đức coi Đông Đức là một phần của nước Đức hoàn chỉnh, họ không có đại sứ quán ở Đông Berlin, nhưng tất nhiên NATO chỉ bảo vệ Tây Đức. Một ví dụ khác là Nhật Bản, nước mà Hoa Kỳ đã cung cấp bảo đảm an ninh nhưng không tính đến quần đảo Kuril mà Nhật Bản coi là lãnh thổ của mình và Nga cũng vậy. Theo Stoltenberg, ông nhận ra rằng Putin sẽ khơi mào cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945 vào giữa mùa thu năm 2021, khoảng một tháng trước khi Hoa Kỳ bắt đầu công khai tuyên bố điều này, dẫn nguồn từ dữ liệu tình báo của họ. Một số nhà lãnh đạo châu Âu, Olaf Scholz, Emmanuel Macron không muốn tin vào điều này. Stoltenberg lưu ý, Tôi nói với họ, không quan trọng bạn nghĩ xác suất của điều này là 90% hay 10%, chúng ta phải chuẩn bị cho việc nó sẽ xảy ra. Các nước châu Âu hóa ra đã chuẩn bị kém cho cuộc chiến. Là một chuyên gia thống kê và nhà kinh tế học, cựu thủ tướng Na Uy Stoltenberg thuộc lòng những dữ liệu không mấy dễ chịu. FT lưu ý, châu Âu có quá ít vũ khí phương tiện kỹ thuật quân sự quân đội trong tình trạng sẵn sàng cao. Mặc dù số lượng quốc gia NATO ngoài Hoa Kỳ chi tiêu 2% GDP mục tiêu cho quốc phòng đã tăng từ 4 nước vào năm 2018 lên 23 nước trong năm nay, chúng tôi biết rằng chúng tôi tụt hậu so với Nga, Stoltenberg nói. Nga đã chuyển nền kinh tế sang quỹ đạo chiến tranh và theo dự thảo ngân sách sẵn sàng chi 6,2% GDP cho chiến tranh trong năm tới. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 10, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA đã khởi động một chiến dịch mới nhằm tuyển dụng người cung cấp thông tin tại Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, mở rộng chiến dịch mà họ cho là đã đạt được nhiều thành công trong việc tuyển dụng người Nga. CIA đã đăng tải các hướng dẫn bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Farsi và tiếng Hàn lên các nền tảng mạng xã hội như X (trước đây là Twitter), Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn và cả trên dark web. Cung cấp thông tin về cách liên hệ với họ một cách an toàn. Một phát ngôn viên của CIA cho biết trong tuyên bố, những nỗ lực của chúng tôi tại Nga đã có kết quả tích cực và chúng tôi muốn bảo đảm rằng các cá nhân sống dưới các chế độ độc tài khác cũng biết rằng chúng tôi luôn mở cửa hoạt động. Bà cũng nhấn mạnh rằng CIA đang thích ứng với sự gia tăng đàn áp và giám sát toàn cầu, giúp bảo đảm an toàn cho những người có thông tin muốn chia sẻ. Một video bằng tiếng Quan Thoại đã được đăng trên YouTube cung cấp chỉ dẫn về cách liên hệ với CIA thông qua trang web chính thức, sử dụng các công cụ bảo mật như mạng riêng ảo, VPN, mã hóa hoặc mạng TOR. Trong thông báo, CIA cam kết bảo đảm sự an toàn và yên ổn của người cung cấp thông tin là ưu tiên hàng đầu, họ khuyến khích những người liên hệ cung cấp thông tin như tên, địa điểm và cách thức liên lạc mà không tiết lộ danh tính thực. Đồng thời, họ cảnh báo rằng có thể mất một thời gian trước khi nhận được phản hồi. Phản ứng trước chiến dịch này, ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, đã cáo buộc Washington tiến hành một chiến dịch tuyên truyền sai lệch có tổ chức và có hệ thống nhằm chống lại Trung Quốc. Ông khẳng định mọi nỗ lực chia rẽ người dân Trung Quốc và đảng Cộng sản Trung Quốc đều sẽ thất bại. Đại sứ quán Nga và phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận về sự việc chiến dịch tuyển dụng của cia diễn ra trong bối cảnh mỹ gia tăng nhu cầu tình báo đặc biệt khi trung quốc mở rộng hợp tác với nga và iran đồng thời thể hiện sức mạnh quân sự tại khu vực nga trung quốc iran và triều tiên được cia coi là mục tiêu khó tức những quốc gia mà chính phủ rất khó bị xâm nhập ngoài ra mỹ cũng đang đối mặt với các thách thức từ chương trình hạt nhân của iran xung đột giữa iran và israel quan hệ ngày càng gần gũi giữa iran và nga cũng như sự hỗ trợ của iran và các nhóm vũ trang Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng là một trọng tâm tình báo của Mỹ, bên cạnh việc Washington cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Nga phục vụ chiến tranh ở Ukraine, mặc dù cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc này. CIA đã bắt đầu chiến dịch tuyển dụng người Nga từ năm 2022 bằng cách đăng hướng dẫn bằng tiếng Nga lên mạng xã hội và sau đó tung các video vào năm 2023 để mở rộng chiến dịch. Thưa quý vị, hôm thứ Năm ngày 3 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hai người đàn ông Trung Quốc đã âm mưu lừa gạt Apple hàng triệu Mỹ Kim bằng iPhone giả đã bị kết án. Tôn Hậu Thiên, 34 tuổi, bị kết án 57 tháng tù và buộc phải trả cho Apple hơn 1 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường, đồng thời bị tịch thu 53.610 Mỹ Kim. Tiết Bằng Phi, 34 tuổi, bị kết án 54 tháng tù và buộc phải trả cho Apple 397.800 Mỹ Kim tiền bồi thường, đồng thời bị tịch thu 19.890 Mỹ Kim. Ông Hảo Thiên sống ở thành phố Baltimore và Tiết Bằng Phi sống ở thị trấn Germantown, bang Maryland, Hoa Kỳ. Gần 5 năm sau khi bị bắt vào tháng 12 năm 2019, bản án được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn buộc tội hai người đàn ông này vào tháng 2 năm 2024. Chi tiết kế hoạch lừa đảo của họ được trình bày trong hơn 3 ngày khai nhận trước tòa trong một tuyên bố bộ tư pháp hoa kỳ cho biết tôn hạo thiên tiết bằng phi và những người đồng mưu của họ đã gửi iphone giả cho apple sửa chữa do không biết chiêu thức lừa đảo này nên apple đã đổi iphone chính hãng cho họ có thông tin cho rằng tôn hạo thiên và tiết bằng phi đã mua iphone giả từ hồng kông những điện thoại này có số series hoặc email giả họ gửi chúng đến các cửa hàng apple và nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của apple theo tài liệu của tòa án, trong quá trình âm mưu, những kẻ chủ mưu trong kế hoạch này đã gửi hơn 6.000 điện thoại giả cho Apple, dẫn đến thiệt hại ước tính khoảng 3,8 triệu đô la và thiệt hại thực tế hơn 2,5 triệu Mỹ Kim. Để tránh bị phát hiện, Tôn Hạo Thiên và Tiết Bằng Phi sử dụng nhiều tên gọi khác nhau nhằm bảo đảm trò lừa diễn ra trót lọt. Tuy nhiên, cả hai đã bị bắt vào ngày 5 tháng 12 năm 2019 với tội danh lừa đảo. Sau 5 ngày xét xử, Tôn Hạo Thiên và Tiết Bằng Phi bị kết tội cấu kết âm mưu lừa đảo bưu chính. Ngoài ra, Tôn Hạo Thiên còn bị kết án về một tội lừa đảo bưu chính, Tiết Bằng Phi cũng bị kết án 6 tội lừa đảo bưu chính. Chiêu lừa đảo đó thực hiện trót lọt là nhờ lỗ hỏng trong chính sách bảo hành Apple Care. Cụ thể, trong trường hợp máy cũ hỏng hóc, gặp lỗi kỹ thuật, Apple có thể bảo hành bằng cách đổi lại máy mới, đáp ứng các yêu cầu về chức năng của hãng. Thiết bị Apple giả được mang đến sẽ có số ID khớp với sản phẩm hiện có, thuộc sở hữu của người thật ở Mỹ và vẫn còn bảo hành. Trang Naito Firemax cho rằng chiêu trò này vô tình khiến nhiều khách hàng mất bảo hành sửa chữa chính hãng vì hệ thống của Apple đã nhận xử lý các máy giả có cùng số ID. Thưa quý vị, hơn 400 quan chức an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, cựu thành viên nội các, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu và các gia đình ngôi sao vàng đã công khai ủng hộ cựu Tổng thống Trump vào ngày thứ Năm. Trong một bức thư nhỏ do cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien và cựu chánh văn phòng Hội đồng an ninh quốc gia Alex Gray tổ chức, những người ký tên đã lên án những thất bại liên tiếp trong chính sách đối ngoại của chính quyền Biden-Harris và kêu gọi người dân Mỹ tái bầu cử ông Trump. Bức thư viết, từ một thế giới hòa bình dưới thời tổng thống donald trump chúng ta đang gần với một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba hơn bao giờ hết dưới thời chính quyền biden harris với nhiều cuộc chiến tranh leo thang trên khắp thế giới một biên giới mở cho phép những kẻ khủng bố tràn vào lãnh thổ mỹ và các tác nhân độc hại như trung quốc hoạt động không bị kiềm chế an ninh quốc gia hoa kỳ đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi các chính sách thất bại của kamala harris và joe biden Lá thư ủng hộ được ký bởi nhiều quan chức nổi tiếng từ chính quyền Donald Trump, bao gồm cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu bộ trưởng tư pháp Bill Baer, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc và cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2024 Nikki Haley cùng nhiều người khác. 11 thành viên gia đình của 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại cổng FBI ở phi trường Kabul trong cuộc rút quân của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan năm 2021 cũng đã ký vào bức thư. Bức thư ca ngợi thành tích chính sách đối ngoại của ông Donald Trump đối lập với các hành động gây tranh cãi của Joe Biden. Khi tổng thống Donald Trump nhậm chức, cuộc chiến ở Afghanistan đã kéo dài gần 16 năm, đến tháng 2 năm 2020, một thỏa thuận hòa bình đã được đạt được, bảo đảm không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong chiến đấu cho đến cuối nhiệm kỳ của chính quyền Donald Trump. Thỏa thuận này vẫn giữ vững vì Taliban hiểu rõ quyết tâm của tổng thống Trump và các lực lượng Hoa Kỳ đã sẵn sàng để bảo đảm họ tuân thủ. Bức thư viết Cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan dưới thời chính quyền Biden-Harris vào năm 2021 đã dẫn đến cái chết không đáng có của 13 quân nhân Mỹ dũng cảm tại cổng Abbey và để lại hàng tỷ đô la trang thiết bị quân sự hiện đại cho Taliban, biến họ thành tổ chức khủng bố được trang bị vũ khí tốt nhất thế giới. Ngoài ra, 40 cựu đại sứ Hoa Kỳ, 75 sĩ quan quân đội cấp cao đã nghỉ hưu và hàng trăm quan chức từ các chính quyền đảng Cộng hòa trước đây đã ký vào bức thư ca ngợi những nỗ lực ngoại giao của ông Donald Trump về các thỏa thuận ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh người Kurd ở Syria, cũng như Hiệp định Abraham. Bức thư gọi ông Donald Trump là một người kiến tạo hòa bình. Bảo đảm hòa bình là truyền thống vĩ đại nhất của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ và các nguyên tắc judeo Tristan mà quốc gia chúng ta được xây dựng trên đó. Bức thư tiếp tục trước khi trích dẫn từ bài giảng trên núi của Chúa Giêsu trong phúc âm Matthew. Chúa Giêsu nói, phúc thay cho những ai kiến tạo hòa bình vì họ sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Đó chính là di sản của chính quyền Trump. Viết trên X, O'Brien cho biết ông Vinh Dự được tham gia cùng các đồng nghiệp từ chính quyền Trump trong việc ủng hộ quay trở lại chính sách đối ngoại hòa bình thông qua sức mạnh dưới thời Tổng thống Trump. Một người ký tên khác, tiến sĩ Jerry Hendricks, cựu giám đốc ban cố vấn của Bộ Hải quân, cho biết không phải là một quyết định khó khăn khi đưa tên mình vào bức thư. Ông Trump đã có một trong những nhiệm kỳ tổng thống thành công nhất về chính sách đối ngoại kể từ chiến tranh lạnh. Harris viết trên X, ông ấy đã chấm dứt việc cắt giảm ngân sách, ông ấy đầu tư vào hải quân. Chính quyền Biden-Harris đã là một thảm họa chính sách đối ngoại này đến thảm họa khác kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo